Rồi em xin chào tất cả anh em mình nha. Chiều nay còn em với gùm cho mấy đứa cháu anh em ơi, đang đóng hàng. Anh em trai mà anh em nhìn thấy nó đen thù lùi đó, thằng tiện tiền của em nó đen như đồng đất vậy đó. Hôm nó đi đâu đi nữa nó cắt quần này. Nó Campuchia mới về. Còn hai đứa cháu đây đang đóng chân nền. Đó là lần tài với lần chuyển. Rồi em lên tiếp cho anh em một cái con máy này là Văn Ma. Văn Ma NF7. Ngoại hình nó về đây. Chiều nay em bán cho anh em cái giá bảo đảm anh em là dễ mua luôn. Bây giờ ông trời muốn chuẩn mưa hay gì không? Mưa rồi hả? Yêu quái sắp tới anh em ơi. Ây da, Văn Ma. Cái này NF chứ không phải Văn Ma, em xin đính chính lại hen. Đúng rồi, nó cũng là Văn Ma chứ. Sao lúc này bữa nay chịu mình lẩm cẩm chứ ta? Văn Ma NFA70G. Còn số xe ghi là 020708. Dòng tua là 2400, tốc độ tối đa là 2550 vòng trên phút. Nói chung cái dòng này em nói anh em là nó tuyệt vời luôn, không có, nó thua Kubota thôi, nó không có thua thằng nào nữa chứ. Anh em nếu có điều kiện thì một là Kubota, hai là tới NF, ba là Mitsu, bốn là NS, anh em cứ phan tới theo đó đi. Là chắc chắn anh em xài là không có sợ bị gũi go, bị lầm gì chứ. Thì tình trạng máy là nó vậy đây, nó liền lạc, nói chung em bao đầu ghiên anh em tắt toàn tập ghiên nguyên si luôn. Là máy móc thứ nhất là cái dòng này, hôm qua hôm kia thì em có nói với anh em ha, đi giáo trước là nó đặc biệt không xả dầu bọt, là mình bẻ về hướng này ha. Nếu bình thường thì là đang mở, còn khi anh em hết dầu thì anh em bẻ qua phía đây, châm dầu vô anh em bẻ khóa vậy ha, là dầu nó tự xuống ốc, nó xuống rồi nó xả cái hơi nó lên đây, là mình không cần xả dầu bọt anh em. Bởi anh em nhìn không thấy ốc dầu bọt nè. Còn cái này là cái bơm nhất. Còn cái điểm yếu của duy nhất của cái này hôm nay em bán rẻ là cái coe nó gãy. Nó gãy bởi nó hứng nước trời không anh em ơi. Để đây thợ em là nghề á, mới bẻ coe này quay vô đây gắn vô cho anh em. Nhìn nói chung nó thiếu bo e chứ nó không có thiếu cái dính gì chứ. Cái nắp chụp cò nó là về đây. Còn máy móc thì cái dòng này là lốc nhôm. Bởi anh em được con cái là nó rất nhẹ nghe anh em. So với thằng lốc gan thì lốc nhôm á là bà con mình chuộng, đặc biệt là dân miền Tây mình mấy cái dùng nước ngọt á, rất chuộng. Nhờ con mở cái thùng dầu rum. Cái này là em chưa lau chùi gì hết nha anh em, để nguyên bản em chơi luôn à. Rồi để em mở đèn led cho anh em mình coi giống thùng ha. Trước tiên là cái thùng dầu là nhìn ở ngoài thì đẹp trai nhưng mà ở trong thì xét đen thui. Ui mở trong mới. Còn sáng, nhưng mà dầu cũ quá anh em ơi. Cái dầu thì nó dung quá xấu. Thì bon cái thằng chủ nhà luôn, xấu quá. Đó. Còn phía sau thì nó về đây. Máy này thì không có tum. Máy này không có tum, chưa chùi rửa. Nhìn dơ thấy gốm luôn. Cái bô người ta quay lên trời, ông nội này quay đất. Đó, chơi gì nó chơi ngược nhạo đời vậy anh em ơi. Rồi, tôi xuống Suzuki năm đâu. Suzuki rồi. Anh em nãy mặt trước nha. Em lúc này em lẩm cẩm anh em ơi. Yêu quái tới rồi, giờ em quay ngắn gọn cho anh em mình coi ha. Rồi lấy bắn cái cây rồi chuyển cái máy này vô trong con. Không ra khói luôn nè, đặc biệt là chạy chính hết luôn không ra khói. Jam ti thì tuyệt vời. Cái dòng này nó chỉ thua Kubota thôi anh em, nói về độ Gamti thì nó thua Kubota thôi, nó không có thua dòng bất cứ dòng nào nha. Lấy miếng mốt đó kìa con. Nó chỉ thua Kubota thôi, nó chạy Gamti là tuyệt vời lắm. Đó nó Gamti vậy đó. Còn nước máy nó về đây. Đó. Rồi con trai đất luôn đi con trai. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em mình nha, vì mưa lớn tới em sợ em nói chuyện anh em không nghe. Thông thường những cái dòng máy này bên em bán là 7.600.000. Còn hôm nay đối với cái máy mà nó gãy cái boe này, em trừ lại cho anh em là em tính anh em là cái máy này là 7.300.000 để anh em mình dễ sử dụng nè. Còn phí ship của máy này là 400.000, là 7.700.000. Anh em có một cái máy NF tuyệt vời xịn sò, về xài đã luôn. Cái này anh em thứ nhất là kéo máy phát điện ok nè, lên đầu máy xới thì tuyệt vời nè, bơm nước thì khổ chê,
còn kéo cục oxy không biết chừng nào hư. Nói chung là mấy cái dòng máy này nó xài trâu bò lắm anh em ơi. Cái điểm mạnh nhất của nó là nó thâu dầu, thứ hai là bền. Rồi em cũng xin nhắc lại lần nữa ha, máy này hôm nay em bán cho anh em là 7,3 triệu, phí ship là 400 ngàn, là 7,7 triệu. Còn phương thức thanh toán thì anh em cọc đúng cái tiền phí ship, phần còn lại nhân viên giao hàng đến nơi anh em kiểm tra số ghi test máy, ok thì anh em thanh toán với shipper. Còn bà con cũng như anh em muốn cần thông tin về bên máy nổ bên cửa hàng em, nhờ anh em cũng như bà con mình vào kênh Tin Sắt Đức Thắng đăng ký nha, để khi em có đăng cái dòng máy nào anh em dễ dàng lựa chọn cho mình một cái máy ưng ý nhất. Chào tạm biệt bà con, cảm ơn anh em như bà con cô bác mình đã xem hết video của em nha. Rồi chào tạm biệt bà con.